từng là một bộ phim gây sốt khắp mọi mặt trận nhưng Hương vị tình thân gần đây đã bị 11 tháng 5 ngày cho ngửi khói. Theo đó, bộ phim do Thanh Sơn, Khả Ngân đóng chính vượt xa đối thủ lớn, thống trị truyền hình Việt tháng 9 năm 2021 với mức rating 5,2%. Mặt khác, dù là đối thủ của nhau như thế nhưng diễn viên hai bên lại ủng hộ cho đối phương hết mình. Thu Quỳnh, nữ diễn viên đảm nhận vai khi là một fan girl đích thực của 11 tháng 5 ngày, đặc biệt chăm đẩy quyền cặp đôi đăng, nhi. Trên trang cá nhân ngày qua, Thanh Sơn chia sẻ dòng status để giao lưu với khán giả phim 11 tháng 5 ngày, cả nhà hài lòng với cái kết tập hôm nay không ạ? Cụ thể sau tập 33, Đăng và Nhi bắt đầu tìm hiểu nhau một cách rõ ràng hơn chứ không còn là mối quan hệ mập mờ của ngày trước. Dĩ nhiên, điều này đã khiến các thuyền viên của 11 tháng 5 ngày vô cùng thích thú. Thu Quỳnh cũng không phải là ngoại lệ. Bên dưới bài viết của Thanh Sơn, nàng thi của Hương vị tình thân để lại bình luận cho thấy bản thân là fan cứng của phim này, chị bị nghiện đôi đăng, nhí nhé. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thu Quỳnh thể hiện niềm yêu thích với 11 tháng 5 ngày. Trước đó, khi Thanh Sơn chia sẻ hình ảnh dắt Khả Ngân về gặp gia đình, nữ diễn viên này cũng thích thú như ai khi để lại bình luận, chốt chưa. Dường như không chỉ thích cặp đôi đăng, nhí trong phim mà Thu Quỳnh cũng muốn đẩy thuyền Thanh Sơn, Khả Ngân ở ngoài đời. Mặt khác, Thu Quỳnh với vai Khánh Thi trong Hương vị tình thân cũng nhận được rất nhiều lời khen khi có chemistry tốt với bạn diễn. Khi và Huy là đôi chị em phát triển thành yêu rồi kết hôn. Trong những cảnh đứng cùng nhau hay cảnh quay tình cảm, Thi, Huy cho thấy phản ứng hóa học rất tốt. Đến mức qua vai diễn này, nhiều khán giả còn trông ngóng Thu Quỳnh và anh Vũ thành đôi ở đời thực. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.